ông nhắc điều mà bản thân cầm tay ông giúp tôi ạ. Rồi ông được cái gì của Chúa ông chia sẻ cho mọi người. Dạ. Kính thưa cha, con là Giuse Trần Đình Dương, sinh năm 1946. Con đã bị chết mấy lần, nhưng hôm nay con nói vắn tắt cái chết. Cái lần thứ nhất, con đi biển, sóng to gió lớn, thuyền bị đắm, chết 6 người. Còn lại 2 người, trong đó còn con, lội trong một đêm, nhưng mà ngày mai gặp thuyền, họ lại vớt. Rồi, ơn thứ hai. Ơn thứ hai là con cùng đi biển, nhưng mà ngày đó là rất lạnh. Và sáng mai thì là thợ máy sửa cái mấy đồ để chuẩn bị tủ đốt đèn có mực. Nhưng mà khi sửa xong thì có như là quấy cái bình đà nó nổ một phát. Rửa là có như là chết thợ máy tại chỗ, hai người bị thương. Và trong ghe con ba người, trong đó có con, là cho con cầm lại đưa họ về nhà. Và ơn cái biết lòng thương xót Chúa, ông biết được gì lòng thương xót Chúa ở đây và được ơn như thế nào ở đây? Dạ thưa cha, lòng thương xót Chúa là nhà con là chỉ được nghe cái thẻ nhớ là có những người ta cũng đưa về, nhưng mà đối với thời điền thời chữ đai thôi thì cho con nghe. Thì vợ con là bị đau tiểu đường và nhiều bệnh tật. Thì bị vợ bị gì? Bị bệnh tiểu đường và nhiều khớp cái gì thôi ra. Bị tiểu đường và bệnh khớp. Dạ. Thì gọi như vậy là hai vợ chồng không đi được một lần. Thì con là phải vô trước. Và con vô trước là từ mùng 6 tháng 7 năm 2017. Như thế là cho đến nay là mấy tháng thì con đã kiểm và gửi về cho vợ con được 12 triệu. Để lấy tiền đó đi máy bay vào đây là coi như là để giáo điểm tin mừng khẩn xin Chúa ban là cho khỏi cái bệnh tật. Rồi đây tôi gửi tặng cho vợ ông nha. Cái gì đây? Con xin ra cho con đọc cái vật thơ. Bài thơ, làm một bài thơ. Ủa tôi này thi sĩ chúng bạn dài quá, ngắn rồi, nửa trang thôi. Dài quá, rồi em đọc đây thế nào, thế nào tôi ngưng lại, tôi ngưng nha, rồi xin mời. Tình yêu Thiên Chúa bao la, bỏ trời mà xuống cứu người trần gian. Vì yêu đón nhìn khổ đau, rối đòn thập giá, màu gai che đầu. Lê thê gục ngã trên đồi, tới nơi đính đóng treo trên thập hình. Giáng tay chịu mọi cực hình, mến Chúa dẫm đắng thẩm sâu miệng người. Trần truồng xác đã héo tàn, quả tím ngừng đập lưỡi đồng thấu qua. Hỡi người tội lỗi gian trần, đến đây tắm gội trong yêu suối tình. Giê-xu hiến trọn đời mình, máu ngài lái lắm phù đầy trần gian. Tẩy rửa người thể nguy nan, trở nên trong trắng tuyết tinh thẹn lòng. Ái ân chỉ một mối tình, Chúa yêu nhân loại muôn muôn ngàn trùng. Hãy mau thẩm hối tội mình để được tha thứ, lòng thương xót ngài. Giáng tay đón lấy mọi người, kéo lên thập giá bực thang về trời. Anh đọc câu cuối đi, đọc câu cuối. Giáng tay đón lấy mọi người, kéo lên thập giá bực thang về trời. Giáng tay kéo lấy mọi người, gì nữa? Kéo lên thập giá bực thang về trời. Bậc thang về trời. Anh chị em thấy là muốn về trời phải qua một cái bậc thang, và cái bậc thang ấy mang tên là thánh giá. Thì vừa làm thơ đây, giang tay kéo lấy mọi người, bậc thang giơ tay đón lấy mọi người, kéo lên thập giá bậc thang về trời. Giơ tay đón lấy mọi người, kéo lên thập giá. Cái thập giá ấy là bậc thang về trời, chứ không phải là cái
khánh đài danh dự là bậc thang về trời, không phải là cái cục vàng đây nè, không phải là cái đây này, cái cục vàng to đùng đây là bậc thang về trời đâu thưa anh chị em, mà suốt ngày cứ đi tìm vàng đây muốn lấy cho không biết không tôi có về trời được hay không, cứ thấy vàng là mắt cứ sáng lên, đây không lấy vàng thì lấy tiền, đây đô đây, đây một cọc, thấy chưa, đây là bậc thang về trời phải không? Phải. Bà này phải qua đây đi. Rồi, đây tôi tặng cho cái máy 365 bài giảng nha. Rồi, dành chứ. Để lúc khác chứ mà của anh phải ăn dành nó mới ngon chứ không. Đây, tôi tặng cho cái cuốn sách Con Đường Tín Thác. Cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD kèm theo trong này nha. Đây là cũng là một cái bậc thang về trời, là tín thác, và tín thác vào Chúa tức là chấp nhận đón lấy thánh giá, và thánh giá ấy là bậc thang về trời. Cảm ơn ông đã dạy tôi một bài học rất hay hôm nay. Chúa cho lành trông. Và hôm nay là ngày kỷ niệm 160 năm Đức Mẹ hiện ra tại Nội Đức. Xin tặng cho ông cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, để hôm nay tất cả chúng ta nhờ mẹ cầu nguyện với Chúa cho ta được ơn chữa lành. Mẹ Lộ Đức hiện ra cái đây 160 năm. Đây, mời tặng ông. Mấy sạch, mời chỗ.